găng tay thủ môn Air Pro của anh Hưng review có thật sự ngon như lời đồn hay chỉ là bịp, cùng mình trải nghiệm nhé. Mới thấy anh Hưng test con này xong mình đã phải mua ngay về để trải nghiệm đây anh em ạ. Ok, anh em cùng mình unbox nhé. Con Air 1 này thì có hai mẫu, mẫu này là mẫu thứ hai nhé. Mẫu này thì giống với đôi của anh Hưng, đôi anh Hưng thì màu hồng, còn đôi của mình là màu xanh đen. Bởi vì màu hồng nó hơi bẩn một tí nên thôi mình chọn màu này cho đỡ bẩn anh em ạ. Cái khâu unbox này thì mình xin phép anh em mà tua nhanh một tí để đến cái phần nhân vật chính cho khỏe anh em ạ. Nổi trội nhất của con này vẫn là phần silicone đấm bóng. Phần này hỗ trợ anh em cực kỳ tốt ở khâu đấm bóng luôn, hạn chế bớt cho anh em những tình huống đấm trượt báo đồng đội nhá. Thiết kế dày dặn, chắc chắn, đẹp. Mẫu này thì có 4 màu anh em nhé. Vẫn trang bị logo Air Pro ở giữa. Là dòng xương 5 ngón có thể tháo rời cực kỳ linh hoạt. Đấy, anh em xem cái chỗ tháo xương này nó có xịn sò không, đỡ phải đau đầu với cái việc tháo xương nó như thế nào, tháo xương nó có khó hay không. Chỉ cần thọc tay vào móc ra phát là được. Đai quấn cổ tay dạng một vòng và vẫn được thiết kế một cái chỗ in tên cho anh em. Nhưng shop này thì không hỗ trợ in tên. Anh em nào muốn in thì có thể tự mang ra ngoài tiệm, chi phí nó rơi khoảng tầm 5 đến 10 nghìn thôi. Tiếp theo về phần mặt mút là một dòng mút thiên về độ dính, dày 4mm và là mút của Đức. Thiên về độ dính, đánh giá giờ khoảng tầm 7.5 đến 8 điểm. Phần nào clip anh Hưng bắt dính thế? Mình nói đùa thế thôi chứ kỹ năng tay của anh Hưng tốt. Đôi găng nó chỉ hỗ trợ anh em khoảng 30% thôi, còn lại 70% là phụ thuộc vào kỹ năng tay của anh em nhé. Cảm nhận form tay sau khi đi vào thì mình phải nói là cực kỳ ok luôn. Cho cái cảm giác dày dặn, chắc chắn và an toàn. Form ôm, con này kiểu ngón negative anh em nhé. Mình cũng chia sẻ thật với anh em luôn là kiểu ngón negative thì không thể nào tránh được cái tình trạng nổ đầu ngón tay được. Lúc mình vào xem sản phẩm thì mình thấy cái đánh giá như này, mình phải chia sẻ thật là anh em khắt khe quá. Anh em đọc thì có thể thấy là nó chỉ bị bung một tí ở đầu ngón tay với cả bị hơi bẩn một tí thôi. Thế mà lỡ lòng nào đánh giá một sao. Ai, nghĩ bụng tội shop anh em ạ. Con này hiện tại có giá là 630k và đang có cái mã giảm cực mạnh là 50k đến hết tháng 3 này cho anh em. Anh em nào muốn mua và tham khảo thì có thể ấn vào đây để tham khảo nhé. Mình là Hồng Sơn JK, nhớ follow mình để xem nhiều clip review găng hơn nhé. Bye bye anh em.